số chứng từ ghi sổ ví dụ như số 01 là số 01 đúng không ạ? Thì chứng từ này bao nhiêu? Rồi anh lọc hết ra, ví dụ như này tháng 1 này là chứng từ là số 01 ạ. Xong đến tháng 2 là chứng từ khác. Đúng không? Thì anh chỉ cần làm một số thôi. Cứ từng ngày một số, từng tháng một số. Một tháng một số cũng được, không sao cả. Còn mấy ngày một số được? Mấy ngày một số cũng được, đấy là quyền của anh. Anh làm đấy là quyền của anh. Được không? Nếu mà nó nhiều, nó có quá nhiều thì anh để anh nghe cách thôi. Còn nếu mà không thì thôi. Thế thì sau này nó có bằng một chứng từ này này. Số hiệu thì sẽ lấy từ sổ chứng từ, từ chứng từ ghi sổ này và sổ đăng ký chứng từ này, đúng không? Số hiệu này là chứng từ ghi sổ, số hiệu là cái gì, đúng không? Ví dụ chứng từ số hiệu của bên này là số 01 là số 01, anh điện ra hết rồi, số tiền bao nhiêu đấy, nó khác biệt với chứng từ ghi sổ, chứng từ ghi sổ nhé. Ngày hôm nay dùng là ABC này, cái nợ có số tiền là 10 triệu đồng, đúng không ạ? Xong lại cái này tiếp này, số tiền 20 triệu. Rồi cái này lại nhiệm vụ tiếp này, số tiền là 30 triệu. Thì cái này sẽ tập, đúng không ạ? Đúng không ạ?